Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro của Brazil hôm qua đã được thắp sáng bằng hình ảnh đếm ngược của đồng hồ khí hậu. Chiếc đồng hồ cho chúng ta biết thế giới còn lại bao nhiêu thời gian để ngăn chặn biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn theo cấp số nhân. Tượng Chúa Cứu Thế ở Brazil là một trong nhiều địa điểm mà những nhà sáng lập đồng hồ khí hậu sử dụng để kêu gọi sự chú ý của nhân loại rằng thời gian đang cạn dần. Hiện tại chúng ta chỉ còn có 6 năm. Đồng hồ phản ánh dữ liệu từ một viện nghiên cứu về biến đổi khí hậu ở Berlin, Đức. Nó không đếm ngược đến ngày chính xác nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng trên 1,5 độ C. Thay vào đó, nó ước tính khoảng thời gian còn lại trước khi con người phát thải ra lượng carbon dioxide đủ khiến cho nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Khoảng thời gian 6 năm còn lại dựa theo giả định rằng lượng khí thải toàn cầu tiếp tục tăng với tốc độ như trước khi đại dịch COVID-19. Thật không may là hiện lượng khí thải CO2 đã tăng trở lại mức trước đại dịch. Năm ngoái thì thậm chí còn là một năm cao kỷ lục về lượng khí thải CO2.